đấy. Ở đây là Ma Tư, Ma Tư thăm cái buôn bệnh. Ma Tư đến mua đồ này. Nói chung là cũng có nhiều cô chú anh chị đã Ma Tư chạy qua mua hàng, Ma Tư coi đều không có đồ cũng được rồi các bạn. Wow, Ma Tư mua đồ rất là nhiều luôn các nhà ơi. Sau Tết thì vừa có một chị gái vào trong để mua đồ chị lo công việc được đấy, thì Ma Tư đến luôn các nhà. Ma Tư phải nói là thương nhưng rất là thương cháu ha. Đó, chị Long với cháu không biết tặng cái Mấy kia cũng hỗ trợ Ma Tư đem cái chắc chắn là không có đi tham gia rồi, quên bỏ qua số. Còn hôm qua đi sinh nhật kiểm tra một số. Nghèo có chờ luôn, có thừa bước ra không chịu ăn luôn. Nhà chị Lo đi Ma Tư cơ nhà. Mình thấy là chị Lo cũng đang áo khoác nha. Nghĩ là Ma Tư rất là cái động. Em biết đi chợ rồi, đâu gọi đây, lát nữa Ma Tư sẽ gọi sau nha nha. Chúc Ma Tư buổi sáng nhiều sức khỏe. Ma Tư đi mua đồ dùng đi mấy cô chủ sẽ ăn đâu mà. Dạ. Giờ đi mua luôn hả? Dạ. Chúc cùng Ma Tư gửi cho Ma Tư. Chưa, mới còn cái này. 10 giờ Ma Tư mới mở. Phải nói rất là quý luôn, Ma Tư rất là thương đại diện Trường Loan luôn. Mình thấy là mình rất xúc động các nhà ơi. Vậy là Ma Tư có thể chở Thần Loan đi mua bằng thợ thần tài các nhà. Thì cả nhà cũng thấy là ở trên cửa nhà Hồng Loan thì có một cái bảng mới nha. Đó, giờ do hôm qua em về sớm nên là em đi sáng ra em mới thấy cái nha. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư phát triển Hồng Loan ha. Cái gì mã số địa chỉ số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thôi cô chú anh chị. Đó, như vậy là shop Hồng Loan sẽ là công ty cô chú anh chị ha. Đó, rất là vui cả nhà. Thì hôm qua như cả nhà thấy là em có chia sẻ buổi sáng thì có cái chú là thần tài đến đó cả nhà. Thần tài đến thì có vào mời Hồng Loan mua vé số. Thì mình đã thấy là may mắn rồi đó cô chú anh chị. Có thần tài tới giống như là thần tài gõ cửa. Thì buổi chiều thì thấy là cái bảng này là công ty, cảm thấy giống như là cái may mắn đến đó cả nhà. Rất là vui ha cô chú anh chị ha. Thì chú thần tài đó là chỉ là một người bán vé số thôi cả nhà. Vậy mà cũng có người vô nói với em là gì là chuyện vừa bu gì đâu, người ta buôn bán vé số, buôn bán đàng hoàng bằng đôi tay của người ta. Thì tụi em là thấy chú nên là chia sẻ cho cả nhà mình xem thôi, mà nói em là bình luận trên kênh em nói là vừa bu. Trời ơi là trời, thật là buồn lòng luôn á cô chú anh chị. Người ta chuyện đã qua là chú mặc đồ thần tài để mang đến may mắn cho cả nhà mình thôi. Đó, chứ bán số thôi chứ có làm gì đâu mà gọi là rùi bu hết cả nhà. Vì vậy thì khi đọc được cái bình luận đó thì cũng cảm thấy rất là buồn luôn cô chú anh chị. Cô bánh ướt thì hôm nay cổ vẫn bán bình thường ha cả nhà ha. Đó. Và hôm nay có một cái điều đặc biệt là quán cà phê 60 tỷ cả nhà. Tụi em thường gọi năm nay là quán cà phê 60 tuổi đó. Thì hôm nay chính thức khai trương đó cô chú anh chị. Đối diện với nhà Hồng Loan ha. Cả nhà mình có ai uống cà phê đến
ủng hộ nha cả nhà. Thị trường sớm tới sáng này tới đây thì theo quán thị trường rất là sớm thưa chú anh chị. Thì hôm qua thì có một sự kiện là gia đình Hồng Loan là đi sinh nhật của chị Bích Trâm á cả nhà. Thì em thấy mấy anh em chia sẻ là cả gia đình đi luôn, bé Ken, bé Buôn, Hồng Loan, anh Hải ha, cái gia đình đi sinh nhật luôn của chú anh chị. Rất là vui là cái nhà. Hôm qua thì tụi em có theo chân chị Bích Trâm với anh Linh Tý đi lên Thủ Đức để review chia sẻ những cái sản phẩm thực phẩm sạch, thực phẩm chất lượng của bà con miền Tây cũng như là bà con ở Bắc Giang á cả nhà. Là những cái món ăn rất là ngon ha. Thì chị Bích Trâm với anh Linh Tý với lại anh Tùng Linh chia sẻ rất là vui luôn cô chú anh chị, vừa livestream mà vừa cà phê rất là vui nè. Thì mấy anh em cũng được chị Bích Trâm và anh Linh Tý mời đi sinh nhật của chị Bích Trâm. Chị Bích Trâm và anh Linh Tý cũng là một trong số những tem yêu thương của Hồng Loan ha cả nhà ha. Hôm qua thì có rất là nhiều nghệ sĩ luôn, cô chú nghệ sĩ đến dự sinh nhật của chị Bích Trâm nè, rất là vui cả nhà. Thì đây sáng đây có bác tài xế này đến đón bác Xu đi học nè cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Thì em cũng không biết nói gì hơn, em xin gửi đến tất cả những thầy cô giáo trong tất cả các ngành ha. Một ngày nhà giáo Việt Nam nhiều sức khỏe, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và luôn vui tươi yêu đời nè, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Em cũng không đúng không? Và như vậy là shop Hồng Loan đã được đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phát triển cô chú anh chị Hồng Loan này nha cả nhà. Như vậy là Hồng Loan sẽ là giám đốc hả ta, đúng không cô chú anh chị? Rất là vui hả cả nhà ha. Sự luôn. Dạo này em thấy là Hồng Loan gặp cũng khá là nhiều chuyện cả nhà. Thật sự mình cũng cảm thấy rất là buồn. Thì chung là từ chú Năm ha, vì yêu thương chú Năm mà mình biết đến con gái của chú là Hồng Loan. Vì vậy mình càng tìm hiểu về cuộc đời của chú á, mình càng biết nhiều về cuộc đời của chú thì mình càng thương Hồng Loan hơn cô chú anh chị. Vì tuổi thơ của Hồng Loan thì cũng rất là buồn cả nhà. Bây giờ chỉ mong là những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình nhỏ của Hồng Loan ha cô chú anh chị ha. Vì nếu mình đã yêu thương thì mình yêu thương cho chót. Thật sự thấy rất là thương ở nhà. Và em cũng không biết nói gì hơn nữa. Phải nói là Hồng Loan là một người nhỏ bé nhưng mà cũng rất là mạnh mẽ cô chú anh chị. Rất là có sức chịu đựng luôn ha. Mong là cả nhà yêu thương Hồng Loan thì mãi mãi yêu thương Hồng Loan nha cô chú anh chị. Buổi sáng hôm nay thì có má Tư Quốc Thanh đến chở Hồng Loan đi câu chuyện ha cả nhà ha. Em xin phép tạm dừng video ở đây, chúc cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nha. Yêu thương em, cho em xin một like, một lượt chia sẻ